Hôm nay kênh GoFood sẽ giới thiệu với các bạn một cái địa điểm há cảo nhà làm tại số 11 đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Đây là quán há cảo mới mở. Cái 6 cái.
là đẹp. Cái lòng há cảo xíu mại là cái món ngon nhất. Tím của lá cọng hoàn toàn là mười viên.